Chào anh chị, ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ tiết lộ với anh chị về điều kiện tự nhiên và vị trí của một nơi mà được ví như là Đà Nẵng thứ hai, đó chính là Cam Lâm Khánh Hòa. Và nó sẽ lý giải tại sao mà cái bất động sản ấy mà anh chị đầu tư ở Cam Lâm thời điểm này thì nó có tiềm năng tăng giá một cách phi mã giống như Đà Nẵng trước đây. Tôi thì có một anh khách hàng cách đây 4 năm, anh có mua một cái bất động sản ở trong Đà Nẵng với mức giá là 6 triệu và thời điểm bây giờ thì nó đã tăng giá lên là 60 triệu, tức là sao? Tức là nó đã gấp 10 lần sau 4 năm rồi. Và thời điểm này anh chị đầu tư ở Cam Lâm thì nó hoàn toàn có tiềm năng tăng giá như vậy. Và đây là video dành cho những nhà đầu tư mà đã từng bỏ lỡ hoặc đang đi tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư giống như là ở Đà Nẵng trước đây. Tôi là Thọ Đỗ, là một chuyên viên môi giới bất động sản. Và một trong những cái yếu tố ấy khiến cho khách hàng của tôi ấy quyết định là đầu tư ở trong Cam Lâm là bởi vì cái điều kiện tự nhiên ở đây, vì ở đây ấy được thiên nhiên quá là ưu ái, ban cho một cái điều kiện tự nhiên mà không phải nơi nào ở trên thế giới cũng có được. Tôi đang nói là ở trên thế giới nhé, chứ không phải chỉ ở Việt Nam đâu. Tại sao lại như vậy thì mời anh chị xem video nhé. Vâng, và như anh chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình đây chính là hình ảnh vệ tinh ở trong Cam Lâm Khánh Hòa anh chị ạ. Và ở ngoài này thì đây là biển bãi dài anh chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem một clip về biển bãi dài. Đây chính là hình ảnh ở biển bãi dài anh chị ạ. Vâng, biển bãi dài này thì đã được mệnh danh là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh luôn nhé. Anh chị có thể lên mạng và search thông tin ảnh để kiếm thông tin ảnh. Đây là đảo Phú Quý. Đây là những cái resort 5 sao đi vào hoạt động mặt biển bãi dài, đây kể đến như là Ocean Blue của Vinhomes này, đây là Vinburn của Vingroup. Vâng ạ, và anh chị có thể nhìn thấy là ở đây thì ở Cam Lâm ngoài mặt biển bãi dài này thì sẽ được quy hoạch là 45 cái resort 5 sao anh chị nhá. Ở ngoài mặt biển bãi dài này thì sẽ được quy hoạch là 45 cái resort 5 sao. Đấy thì anh chị cứ thử hình dung xem là khi mà ở ngoài mặt biển bãi dài này mà đồng loạt 45 cái resort 5 sao này đúng không ạ, nó đi vào hoạt động thì là khách du lịch trong nước và quốc tế kéo về đây thì cái bất động sản ở trong Cam Lâm này sẽ tăng giá như nào ạ? Và ngoài ra nhá, khi mà những cái chủ đầu tư lớn này ở ngoài mặt biển bãi dài này đúng không ạ, họ đi vào hoạt động thì kiểu gì họ cũng phải làm truyền thông marketing và bán hàng nữa đúng không ạ? Vậy thì trong vòng tầm khoảng 2 năm tới đây, khi mà họ làm marketing truyền thông bán hàng ấy thì sẽ làm sao, sẽ rất là nhiều người mà họ sẽ biết đến được với Cam Lâm, biết đến với biển bãi dài đúng không ạ? Và ở đây thì sẽ tạo lên một cái cơn sốt đất đúng không ạ, tạo lên một cơn sốt đất ở trong Cam Lâm này. Thế thì anh chị cứ thử hình dung xem khi mà tạo ra một cơn sốt đất như vậy ấy, thì chính quyền chắc chắn là họ sẽ làm sao, họ sẽ can thiệp vào trong này, họ sẽ can thiệp vào ở trong này để mà hạn chế cái tình trạng sốt đất này diễn ra đúng không ạ. Thì lúc đấy nó sẽ làm giảm cái nguồn cung bất động sản, cụ thể ở đây chính là đất nền ở trong này đi đúng không ạ, mà cầu thì lại tăng, cầu thì tăng mà cung thì giảm, thì theo anh chị thì cái giá bất động sản ở trong Cam Lâm này nó có tăng giá không ạ? Tôi tin rằng là bất động sản đây thì nó hoàn toàn sẽ tăng giá trong vòng 2 năm tới đây ạ. Vâng, và tiếp nữa thì là dịch vào trong này thì ở đây là có một cái là đầm thủy triều anh ạ. Đầm thủy triều anh chị ạ. Vâng. Đây là đầm thủy triều. Vậy thì tôi sẽ mời anh chị xem tiếp một video clip về đầm thủy triều nhá. Đây là Đầm Thủy Triều là vùng đất chuyển tiếp giữa đất liền của huyện Cam Lâm với vịnh Cam Ranh. Đây là một trong những đầm lớn nhất khu vực miền Trung. Đầm bắt nguồn từ chân đèo Cù Hình như một cánh cung uốn lượn ôm trọn dải đất Cam Lâm và Cam Ranh. Đẹp đúng không? Để mình nấu luôn nha. Chưa được em, sao huyết ngày về cần phải được làm sạch. Sau khi làm sạch, cách người dân nơi đây thưởng thức nhanh nhất đó là nướng mọi. Anh ơi, bình thường á là em thấy người ta nói là sò huyết là ở đầm Ô Loan, Phú Yên rất là ngon. Vậy thì còn sò huyết ở chỗ mình thì sao ạ? Sò huyết của mình cũng không thua kém đâu em. Cũng có nhiều chất đạm và đồng thời nó cũng tăng sức dẻo dai cho cơ thể. Mời em ăn đi. Mình ăn lúc còn nóng nó mới ngon em. Những cái con hải miệng như thế này là chín hết rồi. Mình ăn liền như thế này mình không còn gia vị hết, nó vẫn rất là ngon.
Thưởng thức sò huyết ngay bên đầm trong ánh hoàng hôn buông là trọn vẹn trải nghiệm một ngày ở đầm thủy triều Cam Ranh. Vâng, thì ở đầm thủy triều này thì là tất cả mọi cái đặc sản ở trong ở Cam Lâm thì sẽ là ở đầm thủy triều. Thì khi mà tôi đưa khách hàng của tôi ấy vào trong Cam Lâm này thì kiểu gì thì kiểu tôi cũng phải đưa khách hàng của mình vào đây để thưởng thức những cái món đặc sản ở trong đầm thủy triều Cam Lâm này. Thì những cái khách hàng của tôi ấy, khi mà họ quan tâm đầu tư bất động sản ở trong Cam Lâm ấy thì họ sẽ rất thích đầu tư ở đầm thủy triều anh chị ạ. Bởi vì sao lại như vậy ạ? Bởi vì là thứ nhất là đầm thủy triều này ấy, thì những cái nơi những khách du lịch ấy khi mà họ đến Cam Lâm, họ đến biển bãi dài, họ đi du lịch thì họ sẽ nghỉ ngơi ở ngoài mặt biển bãi dài này chắc chắn rồi. Họ sẽ ra biển bãi dài, họ bơi rồi họ vào những cái resort năm sao họ ở. Nhưng mà để mà vui chơi giải trí ấy, thì sau này họ sẽ ra hết cái đầm thủy triều này, quanh cái chỗ đầm thủy triều này để mà vui chơi giải trí anh chị ạ. Vâng, đây thì tôi thể bật cho anh chị xem cái quy hoạch ở đầm thủy triều. Đây ạ. Ở đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa anh chị nhé. Đây, đây chính là quy hoạch của ở ngoài mặt biển. Đây là quy hoạch ở trong đầm thủy triều này anh chị này. Đây là dự án casino của tập đoàn Hưng Thịnh này, bến du thuyền này, và đây là một cái ốc đảo vui chơi giải trí nữa. Thế thì anh chị có thể nhìn thấy ở quanh cái đầm thủy triều này chủ yếu là toàn thấy anh chị toàn nhìn thấy là những cái đất màu da cam này thôi anh chị ạ. Cái đất màu da cam này là gì ạ? Đất màu da cam này chính là đất thương mại dịch vụ, là đất 50 năm, là sau này tất cả những cái đất như này thì họ sẽ làm những cái khu vui chơi giải trí, đúng không ạ? Để đáp ứng được cái nhu cầu đi du lịch của khách du lịch. Đấy. Thế nên là khách hàng của tôi ấy thì là họ rất là thích đầu tư bất động sản ở trong ở cái chỗ đầm thủy triều này, bởi vì họ kỳ vọng rằng cái đầm thủy triều ấy nó sẽ được quy hoạch giống như là sông Hàn của Đà Nẵng vậy. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ tiết lộ với anh chị là tại sao mà Cam Lâm này sẽ được tại sao bất ở Cam Lâm này thì lại được bây giờ thì tôi sẽ tiết lộ với anh chị là tại sao ở trong Cam Lâm này lại được ví như là Đà Nẵng thứ hai ở Việt Nam. Hình ảnh vệ tinh của Đà Nẵng nhé. Đây là hình ảnh vệ tinh của Đà Nẵng, còn đây là hình ảnh vệ tinh của Cam Lâm, đúng không ạ? Anh chị nhìn này, ở ngoài mặt biển ở Đà Nẵng này thì là ngoài này là biển Mỹ Khê, dịch vào trong này là sông Hàn của Đà Nẵng, và bao quanh ấy là dãy Ngũ Hành Sơn. Còn ở Cam Lâm thì sao ạ? Ở ngoài này là mặt biển bãi dài, dịch vào trong ngoài chính là gì ạ? Là đầm thủy triều như vừa tôi giới thiệu với chị, và bao quanh là núi, tức là biển, sông và núi này. Anh chị nhìn thấy hình ảnh vệ tinh của hai ở đây này có giống nhau không ạ? Đúng không ạ? Thế thì tôi thì có một anh khách hàng, anh ấy là đầu bếp, anh ấy có một quán nhà hàng Nhật Bản ở 26 Đào Tấn. Thì cách đây 4 năm ấy, vào thời điểm 2015-2016 thì anh có nghiên cứu thị trường bất động sản ở trong Đà Nẵng anh chị ạ. Và khi mà cái thời điểm anh nghiên cứu ấy thì là bạn bè rồi người thân đều can ngăn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là mọi người bảo là ở ngoài Hà Nội này này, quê anh thì ở Bắc Ninh thì thiếu gì đất, mà làm sao phải chui vào tận trong cái Đà Nẵng xa xôi này để mà đầu tư. Và thời điểm đấy thì anh cũng không có tài chính, mà nếu đầu tư ấy thì cũng phải vay tiền của bố mẹ để đầu tư ở trong này. Nhưng mà thực sự là anh khách hàng của tôi phải thật sự là may mắn, anh ấy là một người, một khách hàng, một nhà đầu tư ấy rất là có tầm nhìn. Anh ấy vẫn quyết tâm là anh đầu tư ở trong Đà Nẵng này, anh vẫn quyết tâm là đầu tư ở trong Đà Nẵng. Thế thì thời điểm đấy thì anh ấy đã đầu tư 2 lô ở dự án đối diện với cả dự án Sentosa ở Đà Nẵng. Tức là anh ấy thì rất là thích đầu tư ở mặt sông Hàn này, mặt sông Hàn của Đà Nẵng. Đấy, nhưng mà tài chính thì không đủ, thì anh ấy quyết, thế là lúc đấy anh phải đầu tư 2 lô ở mãi dưới mạng sông Cổ Cò phía dưới này anh chị nhé. Mãi dưới này nó thuộc địa phận của Quảng Nam. Đấy, dự án đối diện với dự án Sentosa, nó thuộc địa phận của Quảng Nam ở chỗ sông Cổ Cò dưới này, ở mạng dưới này cơ. Thế thì cái thời điểm 2015-2016 đấy, anh ấy đầu tư 2 lô là 1.2 tỷ, tức là mỗi lô là 600 triệu ấy. Và 4 năm sau là vào thời điểm 2019-2020 anh ấy thoát hàng ra. Thì anh chị có biết là anh ấy bán giá bao nhiêu không ạ? 14 tỷ cho 2 lô ấy, tức là nó gấp làm sao? Gấp đến 14 lần sau 4 năm. Đấy. Nó gấp đến gần 14 lần, tức là gấp 7 lần một lô. Đúng không ạ? Thế thì khi mà tôi tư vấn cho anh ấy về Cam Lâm thì anh ấy mới giật mình là tại sao Cam Lâm nó lại giống với Đà Nẵng như vậy? Và anh ấy cũng là quyết định là sẽ đầu tư 1 lô ở mặt đầm thủy triều này. Bởi vì là trước đây thì anh đã từng là
bỏ lỡ cơ hội đầu tư ở mặt sông Hàn rồi. Đó. Và nếu như anh chị đã từng bỏ lỡ những cơ hội của mình trước đây, đã từng bỏ lỡ cơ hội ở trong Đà Nẵng, thì đây là một cái cơ hội để mình có thể là sửa sai, đúng không ạ? Hoặc là anh chị đã từng đầu tư thắng lợi rồi, thì đây lại là một cơ hội thứ hai nữa của mình để mình lại có thể thắng lợi nữa. Bộ những chia sẻ của tôi về điều kiện tự nhiên và vị trí ở trong Cam Lâm, thì nếu như mà anh chị thấy cái video này hay thì hãy like và chia sẻ nó để nhiều người biết đến hơn. Và nếu như anh chị có bất kỳ một cái thắc mắc gì về bất động sản ở trong Cam Lâm thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0333 583 102, hoặc là anh chị có thể comment và tôi sẽ rep cái comment đấy của anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại.